sau khi mà chờ đợi ha, chờ đợi một khoảng thời gian cực kỳ ngắn thôi, khoảng chừng vài phút thôi cả nhà. Đấy, thì được đá nè, bình nước trà nè, đấy, rất là đã mát. Ở đây thì có khăn giấy luôn nè cả nhà, khăn giấy Hà Ký ha, đấy, Hà Ký quán chè. Rồi địa chỉ là 138 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5. Hân hạnh phục vụ quý khách. Rồi, còn phía bên tường này cả nhà. Đây, có rất là nhiều loại chè ha. Đấy, cái ký hiệu nóng là N và ký hiệu lạnh là L. Và giá tầm ở đây là, này là giá của từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đó. Chè nè, 17.000, 18.000, 20.000. Đấy, rất là nhiều loại chè. Ở bên đây là chè 22.000, chè 25.000, cũng rất là nhiều loại chè. Đó, trong đó thì cũng có những cái món mặn, món bì cuốn chay, món tầm bì chay, bánh ướt chay, ít trần chay, bánh ít trần, bánh ướt, bánh cuốn. Và giá bên đây. Và giờ bán là từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối nha cả nhà. Còn phía ngoài là để là 14 giờ. Đó. Đây là rõ ràng là ghi là 10 giờ sáng đến 11 giờ tối nè. Có số hotline luôn ha. Đó, thì Lý Hương kêu là chè nếp than. Rồi chị Hiền bảo kêu là chè mè đen, nóng. Bà này mà trưa nắng mà bà vẫn ăn nóng, còn mình là ăn chè nếp than. Giá ly chè nếp than mình kêu loại lạnh hay L là lạnh. Chè nếp than có hai loại, nóng và lạnh. Đó. Rồi bây giờ thì Lý Hương sẽ ăn chè nếp than. Hai cả nhà, đây là chè nếp than nè. Đó, đại ca của mình khi mà mình ăn muốn gần hết chè luôn á, làm như là chỉ muốn mình ăn thêm ly nữa. Tại sao á, mình ăn gần hết luôn á, mà quay đã đời không có bấm cái nút mà quay phim á cả nhà. Có đáng trách không? Cái này là đáng khiển trách hay đáng xử như thế nào cả nhà? Trời ơi tức ghê, ăn ngon ghê á, bây giờ còn cái chút xíu. Quay cho cả nhà, may quá cái tô chè mè đen của ảnh là đang định quay cho chỉ review món chè mè đen cho cả nhà xem nè. Rồi xong rồi cái nói là anh bấm nãy giờ mà anh không có bấm cái gọi là cái quay. Đáng trách. Trưa nóng mà gặp. Con lạy chỉ luôn á. Rồi bây giờ Lý Hương ăn tiếp những phần còn lại. Nói chung là rất là ngon. Một muỗng chè nếp than ly đầy như thế này 18k ha cả nhà. Rồi. Nói chung là rất là ngon. Còn được có 2 muỗng. Nãy ăn hoành tráng lắm, review hoành tráng lắm. Nó không quá ngọt. Các mùi vị nó quyện với nhau. Trời nhất. Được 2 muỗng. Cái khúc khoảng 5 phút review cái món chè nếp than của tôi đâu rồi. Kiêm chán nữa không cả nhà. Ngon lắm. Nghe như mà nãy cũng vấn sơ sơ á, mấy cái chị mà nhân viên á, chị nói là quán này cũng khoảng ba mấy 40 năm rồi cả nhà, lâu lắm rồi. Và khi mà Lý Hương nhìn thấy cái kiến trúc á, cái căn nhà á, thì thuộc là cái dòng kiến trúc của Pháp, kiến trúc châu Âu. Nên là ba mươi mấy 40 năm trên đất Sài Gòn thì không quá là bất ngờ đâu. Mà đặc biệt thì chè ở đây rất là nhiều loại, tha hồ mà lựa chọn luôn. Rất là ngon cả nhà. Rồi bây giờ thì Lý Hương sẽ bao cái này và quay cho chị Hiền ăn chè mè đen tô của chị cho cả nhà xem ha. Chào cả nhà, bây giờ thì sau khi mà Hương đã ăn chè nếp than rồi, chè nếp than này là chè lạnh ha, Hương đã ăn hết thì bây giờ Hiền sẽ review cho cả nhà chè mè đen nóng đây. Đây, một chén chè mè đen như vậy có giá là 17k. Chén chè này thì Lý Hương thấy là giống như là nhìn một màu đen thui ha, một màu đen đen không có thêm màu gì hết, thêm màu gì hết. Một màu đen quá, đen đen mà nó hơi sệt sệt này cả nhà. Lâu rồi thì mình cũng không ăn chè mè đen, lúc trước ở trên Bình Dương thì cũng có chỗ bán chè mè đen nhưng mà ăn không được ngon lắm. Thì hôm nay là có dịp ghé chè Hà Ký thì mình sẽ kêu lại món chè mè đen xem ở đây khác ở Bình Dương thì mình bán như thế nào nha. Rồi, rồi bây giờ thì ăn thôi. Đó, bây giờ thì Lý Hương đã sạch luôn cái nồi cái chè nếp rồi, sạch sạch xanh.
Đây, ăn nó nha, cả nhà. Đây, sệt sệt, sệt sệt, mình không nóng. Thì màu đen này là màu nóng á, cả nhà. Cái này là loại nóng á. Rất là ngon. Vừa ăn ha, không quá ngọt. Chè ngọt thanh, vị mè đen ha. Rất là thơm, rất là thơm, mè đen. Thơm quá. Bây giờ là uống ly đá này rồi, nhìn chị ăn chịu không nổi. Kêu thêm món nữa Lý Hương ơi. Kêu lên nói chị trả tiền đúng không? Chị làm hư video của mình rồi. Quay mà bà không bấm cái nút quay đó cả nhà. Trời ơi, người ta ăn ngon nhưng mà nói chung là ăn một chén là vừa. Ăn nửa thì khá là ngán. Sorry cả nhà, hồi nãy là ta không có bấm nút quay. Rất là ngon. Đây, sạp sạp. Đây. Mè ở đây rất là ok, rất là ngon. Thơm, mùi mè đen. Mè đen như nấu có rang lên hay sao. Thơm, rất là thơm cả nhà. Rất là thơm. Đây. Không biết thôi. Chè là một trong những món rất là khoái khẩu của dân Sài Gòn, và đặc biệt là những cái quán chè mà nổi tiếng và lâu đời đó. Như là chè Hà Ký thì có rất là nhiều những loại chè, chúng ta thao mình chọn luôn. Quan trọng là có ăn được hết hay không. Chè người Hoa thì nói chung là rất là ngon. Và là chè người Hoa nấu thì rất là đã có giống bây giờ giống là Trung Y, theo của Trung Y á. À, giống như là món sâm bố lượng nè, hay là những món như là chè rong biển, hay là củ năng với hột gà đó. Nói chung là những món rất là ngon, bổ ha. Các bạn có thể đến đây để ăn thêm những cái món chè rất là ngon ở đây. Những món giới thiệu thêm cho các bạn. Cái dành nếp hồi nãy Lê Hương ăn nó đã lắm đó nha. Mà khúc quay còn có 2 muỗng à. Ở đây cũng có nhóm rất là nhiều những bạn trẻ ha. Quay cho cả nhà nè. Nhìn chị Hiền ăn thèm ghê. Đây là khu vực trước quán ha. Đó, khách cứ ra vô rất là đông. Đấy, mình đi lên đây. Nè, ở phía đó có cái bậc cầu thang đi lên nhà đó cả nhà. Sau một hồi ăn thì tớ ăn xong cái thì Lý Hiền đã ăn xong nguyên một đống chè mè đen luôn cả nhà. Và đây là những cái muỗng cuối cùng. Rồi, đây muỗng cuối cùng. Cảm nhận như thế nào, thơm ngon cái ngọt cuối cùng hả chị? Đúng rồi. Lúc trước mình ăn chè ở trên Bình Dương á, thì chè mà đen không được đặc sệt gì đâu, rất là lỏng và không có được cái vị thanh như thế này. Có một cái là không đường hoặc là có rất là ngọt. Một cái không đường hoặc là rất là ngọt nên là không được thanh như thế này. Đây là quá ok hả? Ừ. Chị cho mấy điểm? 9.5. 9.5 thì nửa điểm để phát triển đúng không? Đúng rồi. Ngon lắm cả nhà, thấy không? Là sạch nè, chén này sạch luôn. Để nó đoàn tụ hai anh em nó sạch sẽ nè. Đây. Chè nếp thang và chè mè đen đã dọn sạch với hai người dọn, đó là Lý Hương và Lý Cẩm Hiền. Để Lý Hương sẽ quay lại và chào cả nhà ha. Đây, sau khi hai chị em ăn xong xuôi, xử xong xuôi ly chè nếp thang với lại chè mè đen đó. Thì bây giờ thì cũng là khá là khác rồi. Đặc biệt là cái bà bên kia bà ăn chè nóng á, nên là xin thêm ha. Nãy giờ là cả nhà nếm thôi, hết 3 tô đá như thế này rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ đá vô vô nước uống ha. Đã khác lắm. Rồi, trời ôi, nước đầy rồi. Trời Sài Gòn nóng như thế này mà đi ăn chè, uống đá cực kỳ luôn. Khác lắm. Trời ở ngoài nóng
kinh dị luôn cả nhà. Đi ngoài đường á mà vô những cái khu á mà không có cây á, mấy cái cây me á, trời ơi nóng. Đi vô khu me thì hơi ấm mát gì đâu, bây giờ vô uống ly đá này thì cực kỳ là mát lạnh luôn, sảng khoái. Cái ly bé bé xinh xinh ha. Ly chè cũng dễ bé xinh xinh ha. Nhai đá nữa cả nhà. Mấy hôm này rất thích là nhai đá. Răng chắc khỏe. Luyện cho răng chắc khỏe để ăn nhiều hơn cùng một khoảng thời gian với mọi người, nhưng mà ăn được nhiều hơn rất là nhiều. Đó, cả nhà thấy không? Một cái gọi là một cái chiến thuật trong ăn uống của Lý Hương. Nhưng mà có rất nhiều khán giả hỏi sao mà Lý Hương ăn vậy mà Lý Hương vẫn giữ được cái vóc dáng không bị mập. Cả nhà biết sao không? Bật mí cho. Cái lúc quay phim ăn thôi à, còn lúc mà ở nhà bị bỏ đói. Nên lúc nào ăn cũng rất là ngon. Nói đùa cho cả nhà đấy, nhưng mà có bí kíp Lý Hương sẽ chia sẻ sau ha. Rồi mấy bạn cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu như thèm ăn chè thì có thể đến quán chè Tài Ký nằm ở số 138 đường Châu Văn Liêm, đúng không chè? Đường Châu Văn Liêm đó. Và ăn rất là nhiều loại chè ở đây đang chào đón tất cả mọi người đấy. Rồi mấy bạn cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích video nhé. Bye bye.